Hi, xin chào các bạn, lại là nhà Lan đây. Hôm nay chúng mình sẽ đến với mẫu kẹp hình chiếc nơ như thế này nhé. Mẫu kẹp này mình sẽ sử dụng cái kẹp ghim như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng len mil màu đỏ để mình hướng dẫn cho các bạn. Và đầu vóc số 3 như thế này. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một mũi bính, một cái nút thắt để móc lên những mũi bính như thế này. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo chặt nó lại như thế này. Rồi tiếp đến các bạn sẽ móc cho mình những mũi bính thành một sợi dây dài. Đây mũi bính đầu tiên, 2, 3, 4, 5, 5 mũi bính rồi nè các bạn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Một đoạn 14 mũi bính như thế này thì các bạn sẽ móc theo chiều ngang của cái nơ. Và bây giờ các bạn sẽ đâm kim xuống mũi bính thứ hai, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi đơn. Đây đây là mũi bính đầu tiên, mũi bính thứ hai nè, các bạn sẽ đâm kim xuống mũi bính thứ hai, sau đó móc lên cho mình một mũi đơn. Rồi tiếp tục mũi đơn thứ hai. Rồi tiếp theo các bạn sẽ gắn ghim vào như thế này để biết được vị trí lát nữa chúng ta sẽ kết thúc hàng thứ hai nha. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mũi đơn thứ hai, rồi mũi đơn thứ ba, thứ tư, tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho mình là 13 mũi đơn nha. Ở hàng đầu tiên thì mình móc là 14 mũi bính rồi, thì mình khi lên đây mình bỏ một bính đi thì mình sẽ còn lại là 13 mũi, tương ứng là 13 mũi đơn như thế này. Để kết thúc hàng thứ nhất thì các bạn sẽ sử dụng ghim để gắn vào để biết vị trí chúng ta sẽ bắt đầu hàng mới. Rồi các bạn sẽ móc một bính, sau đó các bạn sẽ quay lại móc tiếp tục cho mình là 13 mũi đơn vào 13 chân móc như thế này. Móc cho mình mũi đơn đầu tiên. Rồi các bạn sẽ sử dụng ghim để gắn nó lại để xác định được vị trí ở hàng mới. Tiếp tục mũi đơn thứ hai, các bạn sẽ móc cái phần rìa bên trong như thế này nha, để tạo được độ xen kẽ giữa các hàng nha các bạn. Rồi đến mũi đơn thứ 13 thì các bạn sẽ kết thúc hàng thứ hai này và lên hàng mới. Đây là hàng thứ hai, các bạn sẽ gỡ ghim ra và gắn lên lại trên cái đầu của hàng này, hàng thứ hai này. Mũi đơn thứ 13 đây, các bạn sẽ gắn ghim lại. Tiếp đến các bạn sẽ móc lên cho mình hàng thứ ba. Trước khi lên hàng thứ ba thì các bạn sẽ móc một mũi bính, rồi sau đó là 13 mũi đơn và 13 chân móc. Tương tự như vậy các bạn làm cho mình đến hàng thứ 6. Xong hàng thứ 6 thì là các bạn đã hoàn thành xong chiếc nơ này rồi nha. Đây, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc nơ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với công đoạn là chúng ta cột nó lại hình để tạo thành hình nơ, và chúng ta sẽ đính ngọc trai. Các bạn sẽ cắt dây ra như thế này, rồi sau đó các bạn sẽ luồn cái sợi dây dư vào bên trong phần mà chúng ta đã móc. Rồi để làm thành cái nơ các bạn sẽ sử dụng cái phần len của mình để mình cột cái phần bụng của cái nơ này lại như thế này. Một tay các bạn giữ đầu mối nó lại, một tay các bạn sẽ quấn
các bạn sẽ quấn cho nó thật chặt cái phần bụng nó lại. Sau đó các bạn sẽ cột hai đầu nó lại với nhau. Sau khi đã cột xong nhiều nút thắt như thế này thì các bạn sẽ sử dụng kéo để các bạn cắt ngang nó cho nó ngắn lại. Tiếp đến chúng ta sẽ đính ngọc trai vào. Để đính ngọc trai thì các bạn có hai cách để làm. Thứ nhất là các bạn sẽ sử dụng kim để các bạn khâu như thế này. Thứ hai là các bạn sẽ dùng keo nến để các bạn dán nó vào. Dùng keo nến thì nó sẽ tiện hơn nha các bạn. Khi khâu thì các bạn sẽ vừa làm và vừa giấu mối như thế này nha. Các bạn sẽ khâu qua cái lỗ của cái viên ngọc trai của mình. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Rồi sau khi làm xong, chúng ta sẽ đến công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ dán cái nơ này vào bên trên cái kẹp. Cái phần kẹp này là mình đã có gắn sẵn cái phần keo rồi, nên bây giờ mình sẽ hơ lửa lại để cho cái kẹp mình được nóng lên và nó cái phần keo nó sẽ chảy ra và mình có thể đính cái nơ vào nha. Vậy là video của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi nha Len. Các bạn cũng đừng quên để lại một like, subscribe cho kênh của tụi mình nhé, để có thể theo dõi những video clip mới nhất từ phía nhà Len. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin chào.